Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt xảy ra ở đỉnh đồi thôn tại 56B xã Đắc Pre, huyện Nam Giang. Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 17 đến 19 tháng 9, tại thôn 56B, xã Đắc Pre, xảy ra vết nứt và sụt lún đất theo hình vòng cung trên đỉnh đồi. Thực tế tại hiện trường, quả đồi xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 125m. Độ sụt lún của mảng trượt thấp hơn so với mặt bằng tự nhiên, bình quân khoảng 1,5m. Độ hở vết nứt khoảng 1m và biến dạng tại một số điểm dọc theo vết nứt quan sát được khoảng 1,5m. Trước diễn biến phức tạp nêu trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang tiếp tục triển khai biện pháp khẩn cấp để ứng phó nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân. Huyện huy động lực lượng, phương tiện, các nguồn lực nhanh chóng sơ tán, di rời dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn trên tuyến, cấp phát miễn phí lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang tổ chức khảo sát, đánh giá chọn vị trí, phương án xây dựng khu tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng, lập hồ sơ, thủ tục đầu tư, trước mắt xây dựng phương án bố trí đất tái định cư cho 11 hộ dân bị ảnh hưởng.